Nói là treo vàng bếp nhưng cũng không treo chỗ nóng lắm. Treo như thế 3 đến 4 tháng, ốc vẫn còn sống. Vì theo tập tính, vào mùa nắng, nước trên đồng dần rút cạn, con ốc sẽ di chuyển vào chân bờ ruộng và vùi mình trong lòng đất, ngủ yên suốt mùa nắng. Ốc lát dùng treo vàng bếp, thường lựa loại lớn. Hàng ngày khi nấu cơm, khói xông vào giỏ đựng ốc, ốc sẽ ngửi khói xông lên là đạt yêu cầu. Ai cũng nghĩ làm như vậy ốc sẽ chết do hơi nóng bốc lên hoặc ốm tông teo vì nhịn đói, nhịn khát. Nhưng không ngờ ốc lại mập ra, béo ngậy, trở thành món đặc sản vô cùng khoái khẩu của mọi người ở khắp vùng quê và thành thị. Khi muốn thưởng thức món ốc lát treo vàng bếp, đầu tiên người ta đem ốc xuống và rửa sạch bụi bặm. Kế đến, người ta dùng khoảng từ 4 đến 5 trứng gà hoặc vịt, tùy theo số lượng ốc ít hay nhiều. Đập trứng gà và sữa quậy đều, rồi bỏ ốc vào trong hỗn hợp đó. Ốc đang khát, nghe mùi nước là sẽ dơ râu bò ra uống. Vì thế mà món ốc này có tên gọi là món ốc húp trứng. Khoảng 20 phút sau, khi ốc đã uống hết nước, ta bắt từng con ra, lấy dao dạt đít, rồi cho vào nồi đã lót sẵn lớp sả, cho thêm chút muối và đổ thêm ít nước. Bắt nồi ốc lên bếp khoảng 10 phút thì sôi, các con ốc sẽ há miệng. Bưng nồi ốc xốc lên vài lần cho đều rồi đặt lại lên bếp, thêm vài phút nữa là ốc chín. Ngoài ra còn có một cách chế biến khác cho món ốc lát treo vàng bếp là sau khi đem ốc xuống và rửa sạch bụi bặm, người ta nạo cơm dừa non bỏ vào thau ốc. Sau khi ốc ăn hết mớ cơm dừa đó, ta sẽ luộc ốc như cách thông thường, sẽ có được món ốc vô cùng béo ngọt.